Dạ, con chào bố Cầm. Hết bia mới về. Bố Dạ. Cầm, sẵn bố Cầm nói giùm con, nói về cái chuyện bảo hiểm bên nước Mỹ đi. Lại sẵn bố Cầm giữ diễn đàn giùm con xíu, con có việc xíu, con quay lại đây 2 phút. Rồi, rồi ok, một À, mặt sẵn chúc bố Cầm sàng. ngồi, bố Cầm chia sẻ cái vụ bảo hiểm nha. Bảo Bảo hiểm gì hiểm, cũng được. Bảo hiểm ví dụ xe bảo hiểm cộ mà hôm rồi. qua bên thằng Tèo mấy thằng kia lên nó xuyên tạc á. Rồi Bố cầm rồi. nó để có dịp nào bố cầm sẽ nói về cái bảo hiểm bên nước Mỹ thì sao, Việt Nam thì Đúng sao, nó có rồi. sự khác biệt gì đó. Khác biệt thì nó có khác biệt à. Được dạ rồi, dạ ok, mà đi đâu mà đi thì dạ tao để dạ coi để tao dạ qua đây cái xong cái tao coi ai comment hỏi gì thì mới 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 biết đường trả lời chứ trời. Đồ bắt Rồi, cóc. mọi người dưới cho tương tác giùm cái hỏi về bảo hiểm gì, hỏi về gì cho chú cầm nói giùm cái nha. Dạ, cảm ơn mọi người. Là bên thằng Tèo mấy kia lên nó xuyên tạc đó. Rồi ok, ai muốn hỏi gì hỏi. Thì ở đây tao cũng đã ở đây quá lâu rồi, xong rồi chính tao cũng làm những cái nạn nhân vừa xe cộ hoặc là gì đó, rồi cái gì đây. Cho ai hỏi gì bảo hiểm như thế nào, xe cộ hay là nhân thọ hay là nhà cửa hay cái gì không? Ở đây tao tao là cái người trong cuộc nè, cái ra bây giờ hỏi cái gì tao trả lời cái đó. Ở đây có việc quay nè, chuyện đó xa vời quá, không bao giờ có ở gì à. Rồi à, tao nói một cách nôm na này, nó có hai cái vấn đề khác nhau. Ở nước Mỹ là anh phải tự nguyện, anh qua nước Mỹ anh tập học lái xe cái gì là anh đích thân tự nguyện tới một cái chọn lựa một cái hãng bảo hiểm rồi anh đi show anh mua à. Còn ngược lại ta, thằng con nhỏ em gái ta bán bảo hiểm bên mà tao biết, mà nhỏ em vợ bán bảo hiểm bên không? Thì tao biết là mày phải đi tới từ nhà khuyến khích động viên các cái khuyến mãi tiếp thị các cái để người dân mua bảo hiểm. Còn ở Mỹ là bắt buộc, vô tình chung thôi, mà anh mua cái xe mới hoặc anh đi làm đầu ngày đầu tiên trong hãng là anh mua cái xe là đương nhiên anh phải có bảo hiểm, anh phải tìm bảo hiểm anh mua, không có mua bảo hiểm là nó đéo cho chạy. Thế thôi. Và nếu một cái xe mà không có bảo hiểm nó ghép vô cái tội hình sự đấy, bởi vì cái lý do chỗ này, anh đụng người xe ta hoặc là anh đụng gó gây thương tích cho bất cứ người nào, đặc trường hợp thí dụ như có một accident là có một sự đụng độ, thì nếu anh có bảo hiểm thì bảo hiểm nó sẽ đền cho một người đối phương, cái người bị nạn cái điều đó, hoặc mày bị nạn thì cái thằng kia nó phải có bảo hiểm đứng ra lo cái điều đó, và tiền chi phí trang trải cho nạn nhân giữa hai bên là bảo hiểm nó lo Đúng rồi. đó. Thứ nhất như vậy. Nếu anh không có bảo hiểm anh đụng người ta chết người rồi cái tiền anh, nếu mà vậy thì cái bảo hiểm nào mà lo cho người nạn nhân. Bởi vậy khi anh như vậy thì chứ anh phải phạm một cái tội là trọng án, có nghĩa là hình sự đó, điểm nhất. Thành ra vì nó khác xa ở Việt Nam mình cái chỗ đó. Cái thứ hai nữa là mày phải hiểu cái điều này, là bảo hiểm, tụi bảo hiểm nó rất là giỏi, nó gần như là thuộc dạng kêu thám tử tư, kể cả bảo hiểm xe cộ, bảo hiểm vì ví dụ vậy nó hay lắm, nó hay lắm mày ơi, khổ mày, nó dung không có lừa gạt nó được đâu, không ăn gian được đâu. Ở Mỹ này, hồi người ta kể một câu chuyện như vậy, tất nhiên là khi anh chàng này anh bị người ta đụng, anh đóng bảo hiểm 2 triệu rõ ràng ok, khi anh ta đụng thì anh bị anh bị thương nhẹ thôi chứ không có lớn, nhưng mà anh khai với bác sĩ là anh bị liệt, thì bác sĩ kêu đi khám nhưng mà hỏi mày bị liệt mà đụng bác thì làm sao bây giờ, nói đụng bác cứ nói nó liệt hoài đụng bác, thì là bác sĩ sẽ khám thì có phê vô ok bao nhiêu phần trăm bị liệt, nhưng mà nó đánh tiếng với tụi bảo hiểm nó đang nghi ngờ. Ok rồi xong, anh này tưởng bở, có nghĩa là gì, nó đền cho anh này một số tiền rất là khủng, người như 450.000 đô đó đấy, hay bởi cái tiền bảo hiểm nó quy định vậy mà. Nếu mà mày bị liệt thiệt á thì cái chuyện đó làm hưởng không ai nói gì cả, nhưng mà đủ ba tuổi tuổi thám tử tư của tuổi tuổi bảo hiểm đó, nó ghê lắm. Thấy anh chàng này đủ má đi ra sân bay xách đồ đàn bà đứng lên rồi má tỉnh bơ kéo lôi hàng khách giống như bình thường, đồ mà nó quay phim một đoạn chụp hình các cái rồi chỉ có lẳng lặng đi về thôi, không không có làm gì hết, để cho nó đi chơi các anh đi du hí các cái rồi xong về đồ má nó bục này liền, đồ má ói ra, đồ má ói ra, đồ má Nôn mày hiểu đã. không, đồ mà Dạ đừng rồi. giỡn, tụi nó không bao giờ qua mặt được tụi nó.
Đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái nghiệp vụ về cái vấn đề mà những cái tụi mà nó gọi là giống như kiểu như thám tử tư mà về bảo hiểm đó, nó rất là hay, nó rất là hay lắm, không qua mặt nó được đâu, không qua mặt nó được đâu. Và cái luật của Mỹ nước bên này nó gọi là, thí dụ như bị đụng xe thì đụng dây chuyền đi, thì cái thằng cuối cùng, với cái thằng cuối cùng mà hung đít người ta, cái thằng đó là bị lỗi đâu, với nó ngộ vậy đó. Thí dụ 5 chiếc xe, cái thằng thứ nhì nó hút thằng thứ nhất đúng không, rồi cái thằng thứ ba nó hút thằng thứ gì, nó hút riết thì cái thằng cuối cùng là cái thằng nó bị lỗi đủ đó. Nó khổ vậy, nó có nhiều luật rất ư là vui. Và cái vụ mà kiểm tra vấn đề xe cộ cũng rất là hay. Tôi có một thằng em, nó tên thằng gì quên, mẹ Tâm, nó mới mua chiếc xe Honda mà MDX rất là mới, nhưng mà nó ở apartment, nó có gara ở đầu đó, thì cũng có một cái thằng nào đó vô trong gara mà chạy quẹt xe mới, mà cọ quẹt nó bị mốt rồi tróc sơn, nhưng mà nó ra thì không thấy xe nào trên đoạn, thì nó mới gọi tụi bảo hiểm, tụi gọi tụi bảo hiểm. À, 2 ngày sau thôi, nó lôi xe của kia, bằng xe kia cắt ở chỗ khác đi tới đó, mà cách xa tới gần cả 100 mai, tức là gần 100 mấy cây số, mà nó lôi cái xe ra được. Về cái khoa học hình sự của nó là cái gì, cái vấn đề cũng như từ vết trầy rồi nó chết, vấn đề an ninh camera, xe nào vô xe nào ra đồ mà hay, đồ mà 2 ngày sau đã lôi 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 đầu nó ra liền. Mày đụng xe trầy sơn thôi, đừng có nói chuyện với bạn, còn cái chuyện mà hít rin ra đồ rượu mà đụng xe bỏ chạy nhiều lắm. Mà tôi nói mày nghe, Việt Nam mình thì có cái tật hay, tưởng ở Việt Nam mình nó có, ở Cali cách cách đây cũng 10 mấy 20 năm rồi, thì cũng có một cái trà màn là đủ người Việt mình, mà người Việt làm luật á, tức là luật sư, gọi luật sư mà luật sư về bồi thường tai nạn xe hơi đó, thì mới dạy cho mấy người kia, ù mày đụng xe mày cắt này mày đụng này để làm chi, nó bộ mà nó không có bắt đền để lấy tiền bảo hiểm, chủ yếu là lấy tiền bảo hiểm thôi đồ, mà nó phải nào nó tóm không còn một cái gì cả, nó bắt mẹ hết ráo. Nó bởi tụi này nó giỏi lắm mẹ, đừng có qua mặt đấy, tao nói mày đó, đó là vấn đề bảo hiểm xe. Còn nguyên tắc về bảo hiểm xe ở đây là không có chuyện đứng cãi lộn, ở đây không có cãi lộn. Bây giờ mày với một người khác bị accident giữa, ở đây chưa nói biết lỗi gì ai, thì cái nguyên nhân, cái mà đầu tiên mày muốn á, mày làm là mày gọi 911. Chứ hai Đúng thằng rồi. mày không có nói chuyện với nhau, không có nói chuyện với nhau. Ở đây là bảo hiểm với bảo hiểm nói chuyện. Mày tôi nói không? Thì thằng bullet á, nó có cái nhiệm vụ tới, nó làm một cái tờ gọi là, với ta mà thường thường nó gọi là cái, ở bên này nó gọi là cái ăn kết, tức là cái một cái kết luận động, kết luận của cái sự việc đó nó xảy ra, ai lỗi ai Đúng phải, rồi. thì thằng cảnh sát nó đã làm rồi Đúng đúng không? rồi, ăn kết, ăn kết. À thì cái đó đó nó có hiệu lực đối với bảo hiểm xe tao bị nè, tao nói cho mày nghe nè, tao mới mua xe có 4 ngày thôi mà xe rất là mắc tiền, cái xe gọi là Subaru Triumph cả năm 2000, năm mấy ta, năm cái này cũng 10 mấy năm rồi, nó mới vừa ra xong là tao đã mua liền, xe đẹp lắm cực kỳ, Subaru chưa an ờ toàn. chưa có bản số nữa, mà tức là xe mới từ 100 chưa bản số, mới chạy được à. Bố, tao đi mua được 5 ngày thì lúc xuống axit á, tao đi trước còn Mỹ Đen ơi sao nó hút một cái rầm rồi xong đủ má, xe mới tin đủ má, thì tao cũng gọi chú Đức tới, ok con kia thì có cái bệnh là đủ má, đang lái xe mà coi phone nghe phone hút à, thì cái chuyện cái đó không quan giải, ở đây không có ai lỗi ai phải cả. À, thời đó mà tao đi đắc tê bồ, tức là ở Mỹ để có một ví dụ này, ví dụ như mày đóng tiền bảo hiểm ở trong cái xe đó, mày muốn đắc tê bồ bao nhiêu, khi mà anh đắc tê bồ càng cao thì cái tiền đóng hàng tháng nó càng nhẹ, mày muốn đắc tê bồ và nhẹ thì đóng tiền hàng tháng càng cao, đó là ngược vậy, mày hiểu tôi không? Và cái limit mà sau khi mà bị đụng xe thì mày ghi là 100 ngàn 200 ngàn là quyền mày, hay mày cái tiền bồi thường càng cao thì mày đóng càng nặng đó. Cái gì thì đầu tiên cái thằng bullet nó ghi, thì con kia ra hoàn toàn là nó hút đích là nó sai rồi, nhưng mà tao á, đầu tiên á, là đi vô sửa để cái xe nó móp, xe mới mua mà móp, cho nên là việc đó phải đi sửa sửa nguyên cái bẩn cái phía sau, nguyên cái về cái nó gọi là cái gì ta, cái bẩn cái phía sau đi cho nó lại, cái chân cái sao bị móp vô rồi đem vô. Thì đầu tiên mày muốn sửa cái xe mày, mày phải trả cái tiền mà 500 đồng. Tao mới ủa sao tao bị tao 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 đâu phải là người mà làm ra đâu, mà tao không có đồng ý, yên chí mày bỏ vô 500 đồng thì cái bảo hiểm của con kia, nó sẽ trả cho mày 500 đồng đó, Trả mà không lại. mất cái đâu, trả lại đó, nhiều rắc rối lắm mày. Sau khi lấy cái xe ra thì khoảng 3 4 tháng sau thì tao nhận được một cái check 500 đồng để trả lại tiền đó. Nói như vậy đó, có nghĩa là ở nước Mỹ này là cái vấn đề bảo hiểm xe nó rất là phức tạp,
rất là phức tạp mà nó, nhưng mà cái người mà công tâm nhất là người mà ra phán quyết trực tiếp là chính là thằng cảnh sát ăn kết, bởi vì cái tụi bảo hiểm nó chiếu theo cái đó để mà đền, À, căn cứ theo cái căn anh cứ kết theo đó cái để đó. nó giải quyết Ở chứ. đây, không có cãi lộn, ở đây là không, hoàn toàn không có cãi lộn, cho vì cho đó anh ra mà đừng có, mà ở Việt Nam mà thường thường hay tu tra đến không có đâu, cái thằng bullet là chính là cái thằng đó, là cái thằng trọng tài đó, lỗi hay phải cái gì đó là Bên Việt Nam thì cơ bản cũng vậy chứ, cơ bản là cũng đúng ra thì nhưng mà cái thằng kia nó cảm thấy nó không thỏa mãn, nó chửi mấy mấy ông đó, mấy ông tào lao, mấy ông không rành luật thôi, đổ ra tào chứ lao ơi, còn ngồi cãi làm cái gì mệt quá. còn ở Việt Nam á, thì cũng vậy. Thực ra khi mà tại vì nè, Việt Nam nó bị cái lách luật ở chỗ này, chú gặp mấy ông, thí dụ khi tai nạn xảy ra thì trên phương diện đầu tiên á, là bên cơ quan công an họ vẫn khuyến khích là giữa hai người tự thỏa thuận với nhau. Còn nếu mà giữa hai bên mà không tự thỏa thuận được á, thì công an họ sẽ vào cuộc, họ để đo, họ làm ăn kết gì đó, như chú nói đó. Rồi thằng bảo hiểm nó sẽ giải quyết theo cái ăn kết đó. Đúng Nhưng rồi. mà ở đây còn bảo hiểm ở Việt Nam, thí dụ như cũng tùy công ty bán bảo hiểm, có những công ty nó phục vụ khách hàng rất là tốt. Như trường hợp ví dụ như mình vừa xảy ra tai nạn đi, thì chú gọi trực tiếp vào đường dây nóng, được hotline của công ty bảo hiểm đó, thì nó có sẽ cho người ở công ty bảo hiểm trực tiếp xuống cùng với chú giải quyết tai nạn này, cùng với lại giải quyết cái này, nó hướng dẫn cho mình làm cho nó đúng. Nhưng mà theo cái con chạy xe cũng nhiều, và con cũng nghĩ có một cái ý là khuyên tất cả những người mà là lưu thông trên Việt Nam á, khi bất cứ vấn đề gì xảy ra mà có liên quan đến xe cộ á, thí dụ cảm thấy bỏ qua được thì bỏ qua, còn không bỏ qua được khỏi cần tranh cãi gì cả, cứ mời công an xuống họ làm việc Đúng, là thấy êm đây hết, chứ có ngồi đừng quẹt, ngồi quẹt không có thế à, này thế nọ. ngồi quẹt xong mà ra đường còn đánh nhau nữa, y xèo tay đu, và hai tài xế ra đồ bật co tay đôi đồ búng láo loạn cả thành phố đồ khổ Cái vậy. đó Đúng rồi, có đúng bên Mỹ, thì không có cái vụ đó, bên Mỹ thì bắt buộc rồi. mày đụng tay đụng chân là chết, đụng tay đụng chân là chết, cái việc chỗ đó ra mình không thể nào mình nói, bởi vì tao theo tao biết á, ở Việt Nam mình nó có một cái công ty bảo hiểm rất là tốt, gọi là công ty Bảo Việt. Bảo vệ Thì tại sao tôi không mua việc mà tôi mua những cái thứ mà để tôi tới chào hàng mà không biết nguồn gốc rõ ràng chứ. Đó bây giờ bảo hiểm em tôi nó biết bà bán bảo hiểm Nhân Thọ mà, bảo hiểm của nước ngoài nhưng mà phải đi chào mời. Còn ở đây ở Mỹ này là mày phải đi tìm mày mua, và mày phải lựa chọn cái gói của mày, mày Dạ đúng ăn rồi. thua của mày đó. Nhưng mà ngược lại ở Việt Nam mình phải đi chào mời nó hai cái chỗ đó, bởi Việt Nam Dạ. chưa thấy cái ý thức của người Việt Nam mình chưa thấy cái hậu quả của cái sự và lợi ích Khi tai của nạn cái xảy bảo. ra, cuộc bảo hiểm mang lại. Đúng rồi đó, thành ra người ta cứ lờ người ta, thậm chí người ta vờ, có nhiều Đúng người rồi. không mua bảo hiểm luôn. Cái đó là cái khác biệt của người Việt Nam, đó là cái ý thức dân trí của người Việt Nam còn kém đó, người ta không thấy, người ta không ý thức được là khi tai nạn xảy ra thì là như thế nào đó, thành ra cái chuyện đó mình cũng không bàn cãi được được đừng mà tao nói mày nghe ngộ lắm đủ, cô cứ so sánh lại sao mà không so sánh với Lào với Campuchia đủ, cái đè đồng Mỹ ra so sánh là sao đủ kỳ vậy đó. Kỳ vậy đó trời, đủ quá khổ. Cái bảo hiểm Việt Nam á, tức là phải rõ ràng thế này chú Cầm, tức là nhiều người cũng còn bị lập là về cái bảo hiểm á. Nói thẳng ra nha, cái gói bảo hiểm là không phải nhà nước bán nha. Nhà nước chỉ quy định, Đúng tức rồi, là khi xe anh lưu thông thì bên là Mỹ anh là như phải vậy. đủ thủ tục giấy tờ, Đúng là ví dụ rồi, bao gồm như giấy phép lái xe, giấy tờ xe và bảo hiểm xe. Và bảo hiểm xe của nhà nước Việt Nam quy định đó, thì giá rất là rẻ, thì gọi là cái gọi là bảo hiểm dân sự bắt buộc, là nó đúng chỉ rồi, một một cái xe hơi thì mỗi năm nó chỉ khoảng khoảng chừng mấy trăm ngàn à trời ơi đó, đủ cái má gì mà đó dạ rẻ không, vậy. và cái đó là vấn đề là mình gọi là hợp pháp của cái xe. Còn những người mua thêm một bảo hiểm 2 triệu á, là bảo hiểm tư nhân á, là nó mắc hơn, là cái gói để bồi thường á, bồi thường cho xe thí dụ như chú xe quá trình chạy bị cộ quẹt bể hay là đụng gì đó, thì buộc chú phải mua cái bảo hiểm 2 triệu. Thì cái vấn đề đó là giữa người sử dụng xe và với công ty bán bảo hiểm, chứ không phải là công ty của nhà nước nha. Đúng rồi, ở đây không Đó, có phải nhà rõ nước ràng gì ở đây. hết, cái thằng Đúng Bảo rồi. Việt cũng được. Nói chung ở đây, ở Mỹ này cũng vậy, Đó. toàn bộ tất cả những công ty bảo hiểm đều là tư nhân cả, kể cả cái bệnh Đúng viện cũng rồi. của tư nhân, không có dính líu gì tới nhà nước cả. Thì đừng có Dạ, Việt đem nhà Nam cũng nước ra vậy. vô, Dạ đó. đừng có đem nhà nước vào đây. Hả, tụi tao nghe tụi nó chửi mà, đủ mấy cái bảo hiểm Đó, của tụi nó Việt xuyên tạc đó. nó cứ chửi Tụi nó chửi à nó tụi lôi về nước vô nè. nó chửi Ở Mỹ này nè, bảo hiểm là của tư nhân 100%, không có cái không ạ? gì của nhà nước cả. Dạ. Bây tôi nói chuyện hiểu chưa? Thành ra việc cái đó nó khổ cái là cái lôi về nước ra ngoài. Tao mở Đúng cửa xe, rồi, nó lôi về nước vô nó chửi.
khi anh Quay mua xuyên một chiếc xe tạc. mới, khi anh mua chiếc xe mới là cái đầu của anh đây nè, anh thua Dạ anh đúng chọn rồi. cái hãng bảo hiểm nào anh cảm thấy tốt cho anh mua Dạ. đủ, anh mua ba thứ lum cum, ba thằng dắt mối cò đủ má, lúc lúc mà tên ma tên quỷ không có cái bãi chân, lúc đó mới đổ nợ ra đủ má, tiền mất thì tật mang rồi hoàn xong đủ, là bắt đầu mà chửi chửi ai giờ đâu có gì đâu chửi, cái là công ty ma mà rượu mà đè đầu nước là chửi đủ má, tôi thấy ngu vậy đó. Ở Mỹ này nè công ty bảo hiểm nhiều lắm, nói chung là Allstate nè, American Family nè, American nè, Farmer nè, State, nói chung ta kể rượu mà tới chịu không đủ hết, nhiều lắm, hiểu không? Dạ Thì đúng rồi, cái nó kiếm mạng ăn hơn mà. thì đương nhiên, và cái Dạ. điều quan trọng nhất là ở Mỹ này có nghĩa là gì này, không ai muốn tai nạn xảy ra, Đúng rồi. bà vẫn phải đóng bảo hiểm. Dạ. Mày hiểu tôi nói không? Tao đi xe tao trừ hồi xưa giờ chưa bao giờ bị cái gì cả, nhưng mà vẫn phải đóng từ mấy chục năm nay vẫn phải đóng, có nghĩa là cái tiền này là nó vào túi của một thằng bảo hiểm rất là giàu, bởi Đúng vì rồi. không ai muốn tai nạn xảy ra, Nó lại nhưng đó mà đó, mình nó lại phải khoảng mua để chi, để trừ trừ khi những cái chuyện gì xui mà rủi rất xui ngoại ý rủi muốn. Dạ ngoại ý mà muốn. mình không biết được cái chuyện gì ra, cũng giống như bảo hiểm sức khỏe, Dạ. như tao Dạ vậy, như con trâu cùi cụi là 70 tuổi mà chẳng bệnh hoạn, chẳng có con mẹ cho từ xưa giờ chẳng có bệnh gì hết, ở đi bệnh là bệnh này, dạ. bệnh là bệnh nền, bệnh cao máu huyết áp hoặc phổi phèo gì, tao không có con mẹ như vậy, nhưng Dạ. mà vẫn phải mua bảo hiểm, Mua bảo hiểm đúng rồi. biết đâu đâu đụng ngày mai đi ra tao té hoặc là đụng xe đụng tao đi hay có chuyện gì đi sao, thì ra mình Dạ mua, đúng rồi. thì cái thằng bảo hiểm nó biết cái tâm lý đó, nó bán nó cho mày, nhiều cái buồn Dạ. cười đó, mà công ty bảo hiểm nhắc lại một là của tư nhân, nó chẳng dính líu gì nhà nước cả trơn rồi. Dạ đúng rồi. Khi anh bây giờ tao mới nói một câu rồi, bởi người Việt mình đã có tánh chó rẻ, nó còn có một câu là bởi người Việt mình cũng có một câu rất hay, khôn thì sống, bóng thì chết, Dạ. cái câu rõ ràng kể cả nước Mỹ thì cũng vậy thôi, mày Dạ. khôn thì mày sống, mày bóng thì mày chết, thế thôi, Dạ. ở Việt Nam thì cũng y chang vậy thôi, có nghĩa là khi anh mua chiếc xe mới, anh muốn mua bảo hiểm anh phải dò là cái gói bảo hiểm nào mà cái hãng bảo hiểm nào mà anh cảm thấy là nó an toàn cho anh thì anh Đúng mua, rồi. đủ mà anh mua toàn là bảo hiểm này, ta mua bảo hiểm của Mỹ này, của Pháp này, của Tây này, đủ má mà nó không có trụ sở ở Việt Nam mà nó có cái tên không, thì nó mà Mỹ nó sẽ bồi thường cho mày thì có bồi thường, nhưng mà thay vì ta bồi thường có 3 ngày ta có bồi thường mà. Còn mày 8 năm nó mới bồi thường, tại vì nó chuyển từ đây qua đây, nước Đúng kia rồi. ai đến đây nó chỉ mở văn phòng không à, Đúng ngoài này rồi. không có con mẹ chứ vậy Nó chuyển thủ tính tục nó làm với à, bắt trời, nó đầu kéo lên dài qua thời nước gian ra. qua bên đó Dạ. xong chắc tới chết luôn đàng hoàng nó mới hồi đáp lại đây, rồi bắt đầu tụi Dạ. tôi kia chi rượu thời ơi chi vậy, chính là tại vì mày ngu Dạ, không biết đúng chọn, không, không không biết biết chọn chọn lọc. Dạ. mệt ghê. Rồi bảo hiểm xe nó cũng có tùy giá, mày muốn Đúng bồi rồi. thường nhiều mày phải đóng tiền nhiều, mày muốn Mua bồi thường cao, ít mua mua giá cao, thế cao. thôi đơn giản, Dạ, giống như đúng sức khỏe rồi. thế thôi, đó là vấn đề bảo hiểm xe. Dạ. Nhà cũng vậy đó. Khi anh mua cái nhà giống như nhà ta đang ở, khi anh mua cái nhà anh phải có bảo hiểm nó mới bán cái nhà, chắc Dạ. không phải mua nhà chui ở Việt Nam, ở nhà nó có chỗ cái này, ở Việt Nam hầu như không có cái bảo hiểm nhà, Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. nhưng mà ở Mỹ thì không có bảo hiểm nó đéo bán, À. tất nhiên là anh phải có bảo hiểm xe, ý tôi muốn nói xe tức là mày đi xe phải có bảo hiểm, thì cái thằng Dạ. nhà nó biết mày mua nhà nó biết bán nhà, bà bán nhà xong nó phải gài vô chỗ là thằng kia thằng bảo hiểm nhà, mày phải cover luôn, mày phải đóng tiền thêm. Tôi nói mày nghe, tôi nói ví dụ nha, hồi xưa đóng tiền bảo hiểm xe 100 tháng Dạ. nhớ không, bây giờ mày mua Dạ. cái nhà thì cái thằng bảo hiểm đó nó yêu cầu mày cover luôn cái nhà là phải 300, tại cái nhà mày 200 một tiền xe 100 là 300, Dạ. thì thằng kia đó chịu bán, cái thằng bán nhà nó mới chịu mày bán, còn không nó không chịu bán, mày không được quyền mua, Dạ. tại vì ở đây 100% nhà còn phải có bảo hiểm, từ để chi, để sự có cháy nổ hỏa hoạn các cái đủ thứ cây đè đủ, nói chung là cái gì bất chắc xảy ra, bất chắc xảy ra cái nhà không Rồi. do ra cái nhà, nhưng mà tôi hỏi về cái nhà có bao giờ mà đủ mà tự nhiên đụng cái rồi cháy, có nhiều cái nhà ở đây thằng 100 mấy chục năm vẫn còn tê trơ, nhưng mà bắt có luật đó là bắt buộc khi có mua nhà là phải có bảo hiểm, cái Bảo tiền hiểm. nó có ăn không, cái tiền nó có ăn không, Đúng rồi, hưởng nó hết, ăn công không ty ơi, bảo hiểm đủ hưởng rồi hết, đó, hưởng hết. hiểu hết, bởi vậy thì bảo hiểm Xe ở Mỹ xe này thì lâu lâu nó còn đền, chứ còn bà đủ nhà cái cái gì đâu nhà đền. cũng có đâu đâu rồi tróc nóc đủ xui cây đè đại khái cây cổ thụ kế bên đại khái bảo thì ok,
đó, nhưng mà trời ơi trăm năm mới xảy ra lần, đủ chuyện đơn giản đó. Đó là nhà rồi nhân thọ nữa. Ta cũng vậy, người ta cũng mua nhân thọ nữa, có nghĩa là khi chết anh được tiền. Ở đây có tâm lý của người Việt là gì, nó có cái tính cách là tư hữu nhiều quá, cá nhân nhiều quá, thành bệnh anh ấy rồi, làm lớn cha mẹ lớn. Khi ta khi mất á, cha mẹ thì không muốn quấy rầy con cái, là bởi vì ở đây mày biết là mỗi lần ma chay rất là nặng tiền, thì người ta mua bảo hiểm gói trọn là cái chi để cho cái khi đó là những cái nhân viên bảo hiểm nhân thọ khi mất rồi thì họ tới họ lo cho mình toàn bộ, con cái nó không có lo chi phí cái đó, nó đỡ cái nợ, nó không có nợ. Đó là chuyện đơn, đó là normal bình thường. Còn có những người mà khi người ta có tiền á, thì người ta mua gói bảo hiểm nhân thọ rất là cao, nhiều cái cả triệu luôn. Cái đó là giống gì, giống như một gói để dành để khi tao mất rồi thì khi lo ma chay xong còn dư số tiền ra để gì cho các con. Đó là những, mày hiểu tôi nói không? Rồi có nhiều người chính vì cái chỗ đó ra ở Mỹ này có xảy ra cái chuyện mà vợ giết chồng, chồng giết vì vợ để mà ăn tiền bảo hiểm, Ăn mày tao bảo nghe hiểm chưa? Đó nhà có mệt lắm, khổ rồi rồi chưa, thấy chưa, nó nhiều lắm mẹ ơi, mệt đó. Nhưng mà cái gì nó cũng có, cái gì thành còn bảo hiểm 5 nó cũng phút lợi. nữa, còn 5 phút Rồi nữa hết ok giờ. rồi, có câu Chú cứ hỏi gì nói không? đó, nói cho hết luôn cũng được. Ủa thì mày nói, mày hỏi tao mới nói, mày không hỏi sao tao nói được. Có nhớ anh Phạm Sơn không? Nãy giờ ông anh Phạm Sơn anh lên anh Trời ơi, đi kiếm anh tao mà gọi trốn chết xuống mẹ luôn à. Tao mới vậy tao biết nó mà. Trời khổ. không? Thì nói đi nói lại thì giống như kiểu mà anh chàng thanh niên hồi nãy nói thì cũng ok, tâm tình cởi mở mà đâu có ai giống như nó đâu. Đù mà nếu mà Đúng ai rồi. giống như nó thì đù mà chúng ta đi lên làm cái con mẹ vậy này. Đù ăn đúng không? Khổ Dạ, ghê. con nghĩ anh bạn đó, đó tức là cũng đi Thoáng cũng đi. nhiều, diễn đàn lắm á, nhưng mà chắc có thể cho anh bạn có theo và có cảm nhận được những cái line nào nó phù hợp đó, thì anh bạn mới mạnh dạn lên nói chuyện. Chứ nhiều khi giống như chú vậy, tâm lý chú vậy, chú nói chú gặp mấy tay tào lao quý đao không, chú cũng chẳng nói làm gì, nói thà giống như anh Phật Sơn đó, thà nói chuyện đầu gối sướng hơn Thì nên tao nói mà hoài cái chúng đó là gà cũng chẳng cần nói. mà đâu phải là mới này không. Đầu tiên tao hồi xưa tao cũng hung hăng lắm, mày biết tao ngày đầu tao lên mạng tao cũng hung hăng lắm, nhưng mà tao làm hung hăng 2-3 năm nay tự nhiên nó xìu nó bả mày đủ khổ. Không còn muốn hung hăng nữa, tại bởi vì nếu mình nghĩ đi lại đủ hung hăng mà mình nói với cái đám mà để biết nghe thì không nói làm gì, đủ nó hoàng mà nó không biết nghe, nó không biết phục, nó cái gì nó cũng chống chế, nó cái gì nó cũng chửi, nó cũng lâu giờ nước gì nó chửi. Tao bệnh có tao nói thôi đủ mà bảo về mà cái số phận của tụi này nó không có bao nhiêu, đếm trên đầu ngón tay trên nước Mỹ mày nghĩ rồi cái năm một hai que thì đủ mà tội chó gì phải đó. Thôi mình là thôi được mà mày muốn vậy ok về Việt Nam mày chống đi đủ mà bệnh quá. Đúng không? Hơi chứ đâu mà đủ bán. Tao làm những chuyện rùi bu vậy trời. Đủ. Mà để tao ngồi tao ăn tao nhậu xíu hơn à. Đủ. Mà khổ ghê. Mà hết ghê. Thì nói đi Cũng nói xin lại. Rồi con nói hết rồi. Thôi đừng nói đi. cảm ơn chú và tất cả mọi người đã tham gia cái live đầu năm này, thì cũng xin nói lại là mọi câu chuyện cũng xin nói đi nói lại là cái cuối live lúc nào cũng nói đó, là mọi vấn đề đây mình đề cập, chú cháu mình đề cập là mình lên án những cái thành phần lợi dụng cái hình ảnh cờ vàng, và mình nói chung là cái đám mà chống cộng cực đoan á, mình lên án những người đó Rồi thôi, còn kiều thì bào hải ngoại là bà con rồi chúng ta vẫn hoan nghênh. tao nói cho mày nghe cái điều này nè, tao chấp nhận mày đối lập, thường thường đối lập Dạ rất đúng là rồi. hay. Đối lập cái Dạ gì? Đối lập là để chỉ ra cái sai của một đúng đúng thể đúng chế hay là một cái gia đình hay bất cứ cái gì rất là hay. Nhưng mà ở đây nó dạ không là không nó đây nó không có đối lập, nhưng mà nó là dạ đối đầu à. cố Chống chấp phá, vu cáo nó là phê ăn chống phá phán. chứ không phải xây dựng. Ừ, được cũng xây dựng, thành ra cái chuyện đó là tao cực lực lên án. Chứ còn cái chuyện ngày xưa biết báo chí cũng vậy, có ngày tiếng cũ cũng vậy, nó có những tờ nhật báo đối lập là gì, chuyên môn chửi chế độ cũ đó, đều mày vậy lại thấy là thấy đó đâu thời buổi đâu vậy. Ở đây nó bây giờ cũng vậy đó. Mình ta quan kinh ta ủng hộ cái này đối lập rõ ràng, sai cái gì sửa cái đó để mình biết, người ta biết điều đó tại sai. Còn này không có đủ má nó cứ đem ra đủ ốc cái là ốc vít mít xoài ổi gì đụng nó cũng chửi hết rồi. Chống Thậm chí phá. nó đủ cái bảo hiểm đó, nó không biết con mẹ gì trên trời mà nó cũng đem này nữa là nó chửi đủ mà nó khỏi nhà Ngoáy nước chống đâu phá nói thôi vậy, chứ. toàn bộ là của tư nhân cái chứ, thì mà chửi cái thằng mày mua đó mày mua lầm mày ráng mày chịu chứ đủ, bởi tao động não đi đủ khổ ngu ráng chịu đủ mệt nhiều cái phiền bực mình. Rồi ok đầu năm thì cái like đầu tiên của con thì bác cũng bố cũng chúc tất cả mọi người trong cái like này đều năm mới năm con trâu, tất cả mọi người đều an khang thịnh vượng nha. Ok.
Dạ.